Một là hâm mới là mong thôi. Xin chào mọi người đến với tương lai của kính xếp góp nha. Kính nghệ thuật xếp góp. Sẽ để em xào cho nó thấy. Bên em chuyên về dòng kính nghệ thuật, kính in công nghệ 6D. Phôi kính là phôi kính siêu trong đạt 93% nên độ phim sáng, độ cảm quan rất là tốt. Màu sắc của mình là in trực tiếp, màu sắc và hoa văn này in trực tiếp lên kính luôn. Gia nhiệt 600 độ C nên về cái hiệu ứng ánh sáng để tạo ra cái ánh sáng, để tạo ra cái màu sắc của cái tấm kính nó sẽ đẹp hơn và nó sinh động hơn là cái kính màu bình thường. Mọi người nhìn cái này giống như là cánh hoa hướng dương thật ha. Những cái hoa văn, những cái màu sắc và họa tiết trên kính thì bên em có gia công theo yêu cầu của khách hàng được, nên mọi người chỉ cần đưa em hình ảnh hoặc là những cái mẫu kính ở trên thị trường mà mấy anh chị thích, gửi em là em sẽ tạo lên kính của support em được rồi. Hiện tại bên em có showroom ở 81 Tuấn Thành, có rất là nhiều mẫu mã kính, kính ghép nè, kính nhà thờ nè, kính in màu, gạch kính. Gạch kính bên em cũng có hai loại là gạch kính đặc và gạch kính rỗng. Mọi người ghé xem, hoặc là mọi người cần bất cứ mẫu mã nào liên quan đến ngành kính thì gửi thông tin cho em sẽ báo giá cho mọi người. Kính bên em là kính an toàn nha mọi người. Đã được cường lực và gia nhiệt 600 độ C nên nó rất là an toàn. Màu sắc kính bên em nó sinh động và rất là lung linh luôn ạ. Khi mà mình sử dụng cái công nghệ in 6D nè, mọi người thấy được cái vân nè, được vân kính nè, đường nét màu sắc nó rất là tinh xảo. Kính chúng ta có hai bề mặt ha. Bề mặt này là láng mịn luôn nè. Bóng láng thì chúng ta sẽ để ở cái phía mà chúng ta thường xuyên lau chùi á. Còn phía này là phía có hoa văn, mình sờ vào có cảm giác nó có gợn sóng theo những đường tiết hoa văn này, thì cái này là để tạo hiệu ứng, và khi có ánh sáng led vào nó sẽ, chúng ta sẽ thấy được không gian 3D của nó. Kính xếp góc của bên em thì có gia công các mẫu cổ điển hoặc là hiện đại như thế này. Mình làm ở vị trí cửa sổ này hay cửa chính ra vào này, hoặc là các vách ngăn hay là vách mặt dựng ở phía ngoài của những cái shop thời trang, những cái nhà hàng, quán cà phê mà cần tạo điểm nhấn thu hút thì sử dụng kính bên em rất là phù hợp.
Mọi người ơi, mọi người vào chuyên like của em đi ha, để mình chia sẻ thêm những thông tin, những cái kiến thức về kính nè. Chắc chị cảm giác nó đói. Tại vì đó ăn là ăn. Đó là ăn gì ta? Ăn chay. Bánh sinh của ăn chay. Ăn không? Ăn nước không? Nó cũng không. Bên mình là hàng sản xuất trực tiếp từ nhà máy bên Trung Quốc và vận chuyển từ Việt Nam theo đường chính ngạch nên có đầy đủ giấy tờ COCV, phục vụ tốt cho các công trình, các dự án và những cái đơn hàng cần xuất khẩu là bên em đáp ứng đầy đủ hết các tiêu chí đó. Hàng bên em đạt tiêu chuẩn xuất châu Âu và châu Mỹ, thị trường Âu Mỹ nên mọi người an tâm về chất lượng ha. Còn giá là giá trực tiếp từ nhà máy đưa ra nên giá rất là cạnh tranh nè. Mẫu mã kính bên em rất là đa dạng vì mẫu mã kính bên em rất là đa dạng vì mình không những được có cái kính mà nhà máy đã sản xuất cho những đơn hàng trước của những khách trước rồi, mà bên em có phục vụ gia công theo yêu cầu của từng cá nhân, từng đơn hàng nên nó sẽ đa dạng về chủng loại nè, kính, độ dày kính, khổ kính, màu sắc, rồi hoa văn, họa tiết. Bên em cũng có nhà máy xây dựng kính xây dựng ở dưới Đồng Nai mọi người. Kính đó thì là kính cường lực, kính trong cường lực. Còn kính hoa văn, kính in màu, kính nhà thờ bên e hoặc là kính ghép thì em sản xuất bên Trung Quốc, nhà máy ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mẫu mã kính bên em có kính cổ điển nè, mang tay cổ điển, tay bán cổ điển và tay hiện đại, hoặc là có những cái gọi là cá nhân hóa của theo từng đơn hàng riêng. Gia đình mình nếu như có muốn in hình của gia đình hoặc là hình tập thể, hình kỷ yếu, ảnh kỷ niệm như ảnh cưới thì để in trên kính mà cần cái độ sắc nét và màu sắc nó sinh động thì in lên tranh kính bên em. Kính bên em thể hiện rất là rõ cái hồn, cái bức ảnh đó luôn à. Ngoài ra bên em có loại kính thủy uốn cong, khi mà các anh chị thiết kế lên những cái không gian có độ tạo độ cong á, bên em có kính tráng gương loại đó luôn. Khổ kính bên em là khổ to nhất là 2m4 x 3m6 nên mọi người gọi là thoải mái trong cái vấn đề thiết kế lên không gian sống của chúng ta, nó không bị gói gọn trong cái kích thước khổ, những cái khổ men nhỏ. Tại vì khổ nhỏ thì mình trong lúc mình thi công nó sẽ thêm nhiều bước nữa, nó sẽ phức tạp hơn. Còn khổ lớn mình đưa lên một cái không gian nó lớn sẵn rồi, nó chỉ cần đưa cái tấm kính nó lên là nó hoàn thành. Mình chỉ cần dán kính trên dưới xoay với khung ở cái chỗ vị trí mình đặt là được. Ngoài ra cái tranh kính bên em dùng làm như một bức tranh cũng được mọi người. Mọi người đặt ví dụ cái khổ 800, 600 đi, để làm một bức tranh để treo ở phòng khách hay là treo trong phòng ngủ. In hình họa tiết này thì theo yêu cầu được nha. Hoa, về hoa nè, phong cảnh nè, về con vật hay là hình của chúng ta cũng được, hình chân dung cũng được. Chúng em sẽ tạo thành một bức tranh, mình có thể treo trực tiếp có khung nè, hoặc là treo dán trực tiếp lên cái tường luôn. Bên em có dòng keo chuyên dụng như này, dán nó không thấy không lộ keo.
keo là cao siêu trong, mình dán cái kính này lên trên tường được luôn, nó sẽ thấy được, vẫn giữ được màu sắc của tấm kính và hoa văn của kính, nhưng mà không thấy cái lỗ keo này. Xếp góp bên em mới có ở thị trường Việt Nam nên cũng muốn hợp tác với các anh chị bên công ty thiết kế, công ty nội thất hay các anh chị bên xây dựng và các anh chị bên cùng ngành bên nhôm kính để phát triển cái mẫu mã sản phẩm bên em. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có quan tâm về các vật tư đi theo kính không ạ? Ví dụ như là bên em sẽ có nè, phụ kiện giống như này. Để em cho mọi người xem nha. Đây, mọi người chú ý cái camera phía sau ha. Có nè, tay nắm nè. Tay nắm bên em là tay nắm inox đó nha mọi người. Rồi bản lề sàn, rồi thanh ray, các mẫu này kính bên em rất là đa dạng về mẫu mã, vì có kính đúc nè, kính khắc laser nè, kính ghép nè, kính in màu công nghệ 6D. Hình như mình di chuyển cái camera, hình như tại sự rung lắc đó mà nó hiểu mình đang lái xe là nó cũng cấm anh. Yeah. Bữa chị nghe bạn chị nó nói vậy. Nó đang nói là mình đang di chuyển trên xe to, mình không tập trung lái, nhiều quy định. Bên em có rất nhiều mẫu mã kính nha mọi người. Đây là hai mẫu, một trong những mẫu kính in hoa văn bên em. Còn đây là mẫu kính ghép nè. Kính ghép này bên em ghép được nhiều loại nha mọi người. Ghép keo bên trong không nè, hoặc là ghép có phim mình sử dụng là phim vải nè, sợi thủy tinh nè, phim kim loại hay là sử dụng cái mây đen tự nhiên. Đây kính màu bên em nè, in được nhiều màu sắc trên cùng một bề mặt kính luôn nha. Mọi người có thể thấy nè, từng đường nét, từng chi tiết nó rất là tinh xảo luôn. Này, in họa tiết và màu sắc trực tiếp trên bề mặt kính luôn nha mọi người. Này, in với công nghệ 6D là công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay à. Mẫu kính này ở thị trường Việt Nam chưa có đâu, chỉ có bên Xếp Góp em đem về Việt Nam thôi. Là nhà máy bên em sản xuất trực tiếp rồi Xếp em mang về Việt Nam.
gọi là sao ta? Giống như hàng Tết. Hàng mình là hàng Âu. Phơ kính bên em là phơ kính đạt 93%, phơ kính siêu trong đạt 93%, nên cái khúc xạ ánh sáng nè, hoặc là mọi người cần cái hiệu ứng ánh sáng của đèn LED để tăng thêm cái sự sinh động của cái không gian sống của mình á, thì bên kính em đáp ứng được những yêu cầu đó. Thì khách toàn giống như khách của chị toàn trong tương lai ra nè, xong rồi chị đi nói chuyện họ trên đây à. Xong rồi người ta quan tâm. Đây là một mẫu kính ghép hiệu ứng bóng đá nha mọi người. Cái này chúng ta sử dụng là vách ngăn nè, hay là vách để tạo cái không gian riêng tư cho cái nơi mà mình cần tạo sự riêng tư rồi. Nó sẽ ánh sáng nó đi qua được, nhưng mà mình nhìn phía sau ở khu vực bên trong nó sẽ không rõ. Này nó chống mục tiêu UV nè, giảm tiếng ồn, và đặc biệt là kính này rất là an toàn vì nó có cái lớp keo ở giữa nè, khi mà có sự cố gì mà gây đổ vỡ cái kính này nó cũng không có bắn tung té, mà nó sẽ dính lại ở trên ngay chỗ cái phim keo này. Lớp keo là lớp keo chuyên dụng, bên em sử dụng keo BBB là dòng keo cao cấp nhất trong ngành kính. Phao kính ghép cũng là phao kính siêu trong nha mọi người. Và đặc biệt tất cả các dòng kính bên em khi xuất xưởng ra thị trường đều là kính cường lực, nên rất là an toàn. Kể cả không phải là kính ghép, nó vẫn là được cường lực. Giống như tấm kính đơn này đi, nó vẫn là kính cường lực. Chưa hết chưa sao ít khách vào xem quá, mới có 54 người xem thôi. Dạ em chào bạn Hữu. Mai thứ hai đầu tuần chắc chưa đủ người, bận rộn quá chị. Thứ hai là cái ngày chắc là người ta học hành. Ủa nay mà có like nữa không? Cường lực, kể cả kính ghép hay là kính đơn đều được cường lực hết mọi người nha. Đặc biệt kính ghép thì nó gọi là kính an toàn vì nó có lớp phim ở giữa nè, khi mà có sự cố đổ vỡ gì đó thì cái kính nó cũng vẫn nằm yên trên cái bề mặt của lớp keo này, nó không có rớt xuống, nó không có gây tổn hại cho chúng ta. Tất cả phao kính mình em đều là phao kính siêu trong nha mọi người. Đây là mẫu kính để chúng ta làm hệ clean cũng được nè, cabin phòng tắm cũng được nè.
độ dày kính anh em, cái mẫu những cái mẫu này thì độ dày tối thiểu là 6mm, vì nó có phần có cái độ dày để tạo hoa văn cho kính này. Cái này là khắc laser trực tiếp trên kính luôn. Đây là mẫu kính đúc bên em nha mọi người. Kính ghép đúc hay mặt. Phôi kính là phôi kính siêu trong luôn. Ưu điểm của phôi kính siêu trong của bên xếp gói là đạt 93%, cao hơn ở thị trường ở Việt Nam mình hiện tại chỉ đạt 80%. Và kính siêu trong nó có ưu điểm, có lợi thế đó là nó không bị ố vàng, không bị xỉn màu hay là gian. Đặc biệt cái kính ghép bên em, bất kỳ cái phim ghép nào bên trong nó cũng sẽ được bảo vệ bởi cái lớp keo PV, nó sẽ không ảnh hưởng bởi môi trường, nhiệt độ bên ngoài hay là ánh nắng, nắng mưa gì nó cũng không bị ảnh hưởng cái màu sắc hay là cái độ bền của cái lớp phim ghép bên trong. Ví dụ chúng ta sử dụng hoa khô để ghép đi hay vải để ghép, hoặc là mây tự nhiên để ghép, thì theo thời gian nó cũng không bị mục, không bị hư hại cái phim đó. Ở đây cái mẫu kính mình ở đây là ghép ở lớp giữa là keo hả mọi người ha. Tùy theo cái khổ kính lớn hay nhỏ mà cái độ dày của lớp keo này nó sẽ được điều chỉnh tương thích để nó giữ được độ an toàn của cái khổ kính đó. Này là đúc họa tiết caro. Mẫu kính này rất là hiện đại nên sử dụng ở những cái vách ngăn hay là vách trang trí, hoặc là cái tường kính mặt dựng của những cái shop thời trang, quán cà phê, nhà hàng hay những cái penthouse, những cái căn hộ cao cấp thì nó rất là phù hợp. Vì nhìn cái kính nó rất là sang trọng. Hay chúng ta làm cái cabin phòng tắm cũng rất là ok. Nếu chúng ta sử dụng làm cabin phòng tắm thì cái bề mặt ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là kính phẳng. Một bề thì chúng ta sử dụng kính caro này, một bề chúng ta sử dụng kính phẳng để cho cái phía mà bên trong nó có hơi nước này, có tác động của tia nước, rồi khi chúng ta tắm nó văng vào chúng ta dễ lau rửa, dễ chùi, dễ vệ sinh cái bề mặt đó. Bên em có showroom ở 81 Nguyễn Thành nên mọi người cần quan tâm về các mẫu mã kính, kiểu như muốn xem trực quan về các mẫu mã kính thì có thể ghé qua bên em. Giờ làm việc bên em là 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Đây là một mẫu phim ghép vải, mẫu kính phim ghép vải nè. Phôi kính cũng là phôi kính siêu trong nha mọi người. Cái này chúng ta khi chúng ta sử dụng làm cái kính mà ở mặt dựng phía ngoài, cái tường kính gọi là tường kính của mình đó, thì nó sẽ ngăn được cái ánh sáng bên ngoài kiểu như là bị chá nắng, mình bị chá nắng đó. Mình khỏi sử dụng cái chúng ta khỏi sử dụng rèm nè, khỏi sử dụng cái giấy đề ca, giấy dán đề can để làm cho nó mờ đi, mà nó ghép trực tiếp trên kính như vậy rồi hiệu quả ánh sáng nó sẽ tốt hơn. Đối với những cái dòng kính ghép thì nó có hiệu quả về nè, giảm tiếng ồn nè, chống được tia UV và nó an toàn, độ an toàn nó cao. Với kính ghép thì nó dễ thi công, chúng ta thi công chỉ là đặt tấm kính vào vị trí chúng ta cần lắp đặt thôi. Còn anh chị mà sử dụng kính trong bình thường đi, rồi lại dán thêm một cái lớp đề can nữa để làm mờ, thì cái quá trình mà dán đề can đó, nếu như tay nghề của thợ chưa được
cao á, thì cái công tác dán nó rất là khó khăn và nó cũng độ thẩm mỹ nó cũng không cao. Đây là một bề mặt kính, đây là một tấm kính nhưng nó có hai mặt, một mặt là một mặt phẳng này, kính kính đơn nhưng mọi người không phải kính ghép đâu, nhưng mà một mặt là một mặt phẳng nè, một mặt còn lại là có đúc, cũng đúc caro, mọi người có thể thấy rõ thôi, kính siêu trong luôn mọi người, này là kính đơn chứ không phải kính ghép đâu, nhưng mà nó thể hiện được hai mặt trên cùng một khổ kính luôn. Cái này chúng ta làm cái cabin phòng tắm á, mà dạng phòng tắm mà có cái độ uốn cong như thế này, rất là đẹp, nhìn nó rất là, nhìn nó sang trọng, nhìn nó hiện đại. Hay là chúng ta làm vách ngăn ở phòng họp, hay là những cái nơi mà chúng ta cần sự riêng tư để có một cái khoảng không gian riêng tư cho chúng ta khi mà họp, hoặc là để trao đổi nói chuyện và để gặp gỡ nhau, thì chúng ta bố trí cái khoảng không gian đó bằng cái tường kính như thế này, cái vách kính như thế này. Những loại kính này thì ánh sáng hiệu quả, hiệu ứng của ánh sáng nó đi vào rất là tốt, nhưng mà mình lại không thấy rõ được những gì bên trong. Ví dụ như em để đây mọi người sẽ không thấy rõ em cái mặt em như sau ha, chỉ thấy dạng dạng vậy thôi chứ không thấy rõ như thế nào hết. Nhưng mà khi mà mình xuyên, mình có đèn, ánh sáng đèn mà xung quanh á, thì nó lại phản quang rất là tốt, hiệu ứng sáng rất là tốt. Kính bên em là sản xuất trực tiếp tại nhà máy Trung Quốc và được nhập khẩu về Việt Nam, nên nhập khẩu đường chính ngạch luôn, nên có đầy đủ giấy tờ chứng nhận và có test report đầy đủ, nên phục vụ tốt cho các dự án, các công trình hay là các đơn hàng xuất khẩu. Bên em có nhận gia công theo yêu cầu nha mọi người. Có gia công gương nano nè, tranh kính, kính để trang trí, hay là tranh, những cái bức tranh mà khổ to để chúng ta làm bức bình phong nè, hay là gọi là cái đó, những cái bức hoành mà để trang trí ở những cái sảnh to to trong mấy cái khách sạn nè, hay cái căn hộ, cái khu mà căn hộ cao cấp đó, nó có cái mấy sảnh đó, chúng ta sẽ sử dụng ở trang trí ở những cái vị trí đó rất là phù hợp. Để em đưa hình có màu sắc luôn cho nó sinh động chứ. Ví dụ mẫu kính này ha, cũng là kính in công nghệ 6D. Cái này hoa văn, với hoa văn này chúng ta có thể làm khổ to ra để làm cái cửa ra vào nè, hay là cái cửa sổ, hay là cái chỗ mấy cái nhà mà chúng ta có khoảng sân phía trước đó, hai bên vách hai bên, thường chúng ta để không biết trang trí gì á, thì chúng ta lắp những cái kính này vào nên nhìn nó sẽ rất là sinh động. Vì cái họa tiết hoa văn thì bên em có gia công theo yêu cầu của mọi người nữa, nên chứ không phải là mặc định là theo mẫu mã bên em, nên mọi người có thể tùy biến được cái theo sở thích của mình được hết. Bên em có kính ghép, kính đơn và kính phát laser đầy đủ mọi người nha. Đây ví dụ như một mẫu kính này đi, đây cũng là một mẫu kính ghép nè, có hai mặt, một mặt là kính phẳng, một mặt là kính sóng, kính lượng sóng ha. Ở giữa là ghép lớp phim, này là phim vải. Này làm vách ngăn hay là ở cabin phòng tắm thì nó rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Kiếm nhiều cái xử lý cái này nữa thôi.
Nó thấy cái bự. Sợ nhắc cái từ đó nó cắn. Không nhắc được. Nên thông cảm. Thường máy kính mà sóng lượng sóng như này chúng ta sử dụng ở vị trí gọi là trung tâm, đi mình bước vào cái những căn nhà có cái vị trí trung tâm đó, mình để cái vách đó ngay chỗ này nè, để nó tạo cái không gian bên trong nó có sự riêng tư một xíu. Khi mà mình tiếp khách, ví dụ như khách mà cũng không muốn là tôi phải lộ diện ra ngoài so với người ngoài nhìn vô, thì cái bức này giống như bức bình phong vậy, để mình tạo cái không gian riêng tư đó cho khách, thì nhìn nó rất là sao ta, nhìn nó không bị, nó không bị gói giống như bó buộc trong một cái không gian hẹp á, nhìn nó rất là thoáng đãng. Đúng rồi, từ đó đúng rồi. Cái công dụng là tối giản không gian sống chúng ta được. Mọi người nhìn vô cái không gian nó có lượng sống, mọi người thấy nó dễ chịu hơn so với một cái là nó cứ thẳng tâm nó tắt thì nhìn nó rất là khó chịu. Với kính họa tiết lượng sống này nó rất là hiện đại luôn nè. Đây là mẫu kính hiện đại. Kính bên em là kính siêu trong nha mọi người. Siêu trong đạt 93%, cao hơn ở thị trường Việt Nam hiện có. Thị trường Việt Nam hiện có chỉ đạt siêu trong được có 80% thôi. Nên hiệu ứng ánh sáng nè, hoặc là khúc xạ ánh sáng, độ phản quang thì kính bên em đạt độ tối ưu nhất so với những cái dòng kính khác có trên thị trường. Xếp đó, bên em tự tin dẫn đầu công nghệ này luôn rồi. Sếp lớp lắp luôn tìm đối tác và những cái cộng sự ở trong ngành kính như xây dựng hoặc là nội thất ở Việt Nam nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu hợp tác thì liên hệ với em trên line này hoặc là inbox cho em, hoặc là cũng có thể nhắn tin riêng ở trong qua nền tảng khác của em, ở trên phần bio em có. Bên em có showroom ở tại Sài Gòn, mọi người có gần đây hoặc là tiện đường á, có thể ghé qua bên em nha. Giờ làm việc của em là 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Em ở 81 Tân Hiến Thành, quận 10. Bên em có rất là nhiều mẫu mã về kính. Có kính đúc nè, kính chống cháy, kính chống ồn, kính các laser, đặc biệt là tranh kính, kính in màu, in họa tiết giống này. Bên dòng kính nhà thờ hả? Tên là kính nhà thờ thôi, nhưng mà không phải là tất cả thì mình sử dụng trong nhà thờ hết, mà em có những cái hoa văn họa tiết nó in dạng kính hoa đồng á, để cho mọi người thấy được cái sự sang trọng của cái ngành kính thủy tinh đó. Nè, ví dụ như mọi người xem cái camera sau của em, phía sau em có một bức tranh. Đây là tranh in trực tiếp lên bề mặt kính luôn à. Đây là hoa văn theo phong cách cổ điển. Bên em có nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng, nên các anh chị cứ đưa mẫu mã hoặc là cái hình dáng yêu thích của mình cần thể hiện lên kính thì bên em đều có thiết kế lên kính. Cái phí thiết kế là miễn phí à. Bên em cũng có dòng mosaic của Malaysia, phía sau lưng em có một tấm tranh kính, tranh mosaic này.
Canh này bên em cũng có gia công theo yêu cầu được. Tất cả các hình dạng hay là kích thước bên em đều có gia công được hết. Nên mọi người cần tham khảo thì inbox cho em ha. Em sẽ gửi catalog cho mọi người xem. Các anh chị có những cái câu hỏi hoặc là cần tư vấn gì về kính hay vật tư kính thì liên hệ em hoặc là nhắn trực tiếp trên line này để em phản hồi ạ. Em giải đáp em phản hồi cho. Và cần trao đổi trực tiếp thì em sẽ mời lên nè. Xong xe. Xong xe. Xong xe. Vậy cái anh này để là Hoàng Hà Thiên Sơn Sơn. Nó là em chắc em đã là tiếp viên order đó. Có đó, có đó. Sơn Sơn. Vậy có mấy bạn làm hết giờ không thấy cái vũ khí này rồi giờ sao đây? Nhớ đợi có cái nhỏ nha. Em thấy cái bự không? Cái chà đá đó. Cái bự không? Cái bự đó là đi chà gặp được chị. Cầm á. Được. Ủa, anh sẽ không thử á. Ủa, chứ mà anh chia sẻ cho mình hả? Anh chia sẻ mà có bao giờ mình sẽ nhớ rồi. Có bữa mình lấy dao mà mình để gì nè. Có con dao. Ủa, xôi rồi mình đừng đó. Chắc nói chắc đỡ hơn thấy. Ờ, chắc vậy. Thấy thì chắc. Đây là một mẫu kính. Này kính in nghệ thuật bên em nha. Này cũng là in trực tiếp lên bề mặt kính luôn à. Những hoa văn, những đường nét lượn sóng này là in trực tiếp mà công nghệ 6D hết. Phôi kính vẫn là phôi kính siêu trong nha mọi người. Kính bên em tất cả đều là kính cường lực nên rất là an toàn. Và hàng sản xuất khi mà xuất khỏi nhà máy thì sẽ được đóng gói đóng kiện theo tiêu chuẩn của hàng xuất khẩu nên về độ an toàn khi mà đi cái sản phẩm đi khi về cái tay người tiêu dùng đó, nó cũng là tối ưu, nó không có, chúng ta không sợ nó bị va đập hay mẻ vỡ gì trong quá trình vận chuyển hết. Cái này chúng ta có thể làm kính khổ rộng để làm một cái bức vách kiểu như tranh trang trí hay là chỉ đơn giản là tạo không gian cho nó có cái điểm nhấn thôi. Nó rất là đẹp. Này kết hợp với hiệu ứng của đèn led đi dưới chân hoặc hấp sáng từ trên trần xuống thì nhìn nó rất là lung linh. Màu sắc này sếp góp có gia công yêu cầu được mọi người. Ví dụ như mọi người không thích cái màu ánh xanh này đi, mọi người gọi là mạng, ví dụ mạng hỏa giống em nè, thì thích tông màu đỏ hoặc là hơi nâu hoặc là tím tím thì chỉ cần đưa màu sắc yêu cầu thì bên em sẽ thực hiện lên cái hoa văn này nhưng mà với màu sắc yêu cầu của mọi người thì vẫn được. Hoặc là anh chị thích màu xanh này nhưng mà muốn một cái họa tiết khác thì cứ gửi cái hoa văn anh chịu đó để cho em sẽ cũng thể hiện lên kính để cho mọi người được có thêm mẫu mã kính mới nè. Ngoài kính mình em có rất là nhiều loại gạch kính nha mọi người. Đây sau của em đi. Có gạch kính đặc nè, gạch kính rỗng, rất là nhiều mẫu mã luôn. Đặc biệt bên em gạch kính rỗng có rất là nhiều màu.
gạch kính bên em là thủy tinh nung chảy rồi đóng khuôn, nên phôi của nó cũng là phôi siêu trong, nên cái độ mà sáng sáng nó sẽ cao hơn những dòng kính trên thị trường đang có. Giới thiệu một chút về cái mẫu kính mới bên em. Đây là mẫu kính chữ U nè. Này chúng ta theo thiết kế là những cái tường hay là những cái không gian rộng của hành lang, vị trí hành lang rồi mà. Hoặc là cái lối đi vào mà cần cái điểm nhấn, chúng ta sử dụng kính này kết hợp với đèn LED nó rất là đẹp. Kính này có hai khổ nha mọi người, một khổ là ngang 260, một khổ là 330. Khổ em đang cầm tay là 330, và cái chiều cao này sẽ gia công theo yêu cầu được. Kính chữ U này em thấy trên thị trường Việt Nam nó cũng chưa có phổ biến lắm đâu. Này nước ngoài thì người ta sử dụng nhiều rồi. Kính này được cường lực hết nha mọi người nha. Để em cho mọi người xem cái ứng dụng của nó. Chờ em xíu, em sẽ gửi cái ứng dụng cho mọi người xem. Ứng dụng của kính chữ U bên em à, chúng ta sẽ làm cái dải hành lang này, hai bên cái dải hành lang. Đây là cái tường kính tạo nên từ kính chữ U này. Này đi với hiệu ứng ánh sáng của đèn LED. Mọi người nhìn cái bức vách này cứ nhìn giống như là cái một tảng băng khổng lồ ha. Giống như một dải băng vậy. Kính mà kết hợp với đèn LED nó ra hiệu ứng lung linh của pha lê thì rất là đẹp. Ôi đừng kiếm xe tôi tè vô nữa nha. Suốt ngày kiếm xe tôi tè. Nó phải tè cho xe người ta mới chủ quyền. Nó đánh dấu chủ quyền á. Nghe xe này xe của tôi. Thôi giới thiệu kính nhiều giờ mình để mình đi unbox cho máy này cho mọi người xem. Hàng
nội địa chung mình mới order về. Chứ rồi cái bản này để sao ta? Để sừng, để tăng xíu cái gì? Tại vì là có cái gì nữa. Sau á, nhắc mây, chịu nó để vô. Cái nhỏ, nó nhỏ cái con, nó to vậy. Chị không biết nhét cái gì. Nó lật nó bể. Vâng. Ý là chị không biết nhét vô hồi sừng, nó lật nó bể. Cái này? Để tạm nó vô. À, cái này hả? Nhét như này, nhét như này. Tai nghe, ủa mình mua gì ta? Tai nghe cái đèn, đèn là Tuyết tặng mình. À, anh bóc hả? Đúng rồi. Mọi người ơi, mọi người chờ coi hẹn nội địa chung với mình không? Thư giãn xuống đi. Coi kính là hơi chán. Đây là một cục sạc dự phòng tới 220mAh. Nhìn nó nhỏ gọn như thôi nha. Nhìn nó dễ thương của tiền, tôi mới quen. Sầu sầu cho chị mượn cục của sầu của sầu. Quen. Em sầu đang sạc rồi hả? Mình đi nè. Có nhiều cái rắc đúng nè. Sử dụng được cho nhiều loại điện thoại nè. Quan trọng là 20W là 20W nên nó đẹp. Này hàng chính chính hãng nên là 20W là nó đủ 20W nha, chứ nó không có kiểu như là có 10 hay 15 nha. Này anh chị nào có nhu cầu order về thì em nhận luôn nha mọi người. Không biết có đụng nhà, đụng ngành với cái anh xăng xe gì đó. Còn đây là tai nghe Bluetooth. Trời dễ thương. Hết pin rồi. Cũng hết pin luôn hả? Tại hôm qua thấy nó sáng. Chắc là hết. Dễ quên. Cái mẫu ngoài cũng dễ thương. Mày sạc gì vậy trời? Hả? Mày sạc gì? Cái là cái rắc cắm vô USB vậy à. Ông ấy đóng đầu USB mà bên đó. Nè đây là tai nghe để mình. Ủa nó còn vậy giống vậy là hết pin hả? Hết rồi, nó kêu sạc đi. Tại vì nó sẽ sáng đèn này bao nhiêu phần trăm là nó có. Nè, 80% rồi nè. Đó, đó. Giống nhanh, nhanh thiệt, sạc nhanh thiệt. Không tại cục sạc. Đó nè, cục sạc nó sẽ không nóng. Đây giờ mình thử test thử cái này đang hết pin nè. Ủa thì mở lên vị trí. Ủa? Còn, còn phải 40% luôn. Đó đó đó. E là mình phải khởi động nó. Đó. Này dễ thương mọi người. Ở cái màu đó màu sữa chị nó cũng như màu trắng. Nó ngà ngà. Ờ à, một đúng cái rồi. Nó ngà ngà. Nó màu kem chứ không màu sữa. Nhìn dễ thương. Không đau tay. Xinh xò. Mốt nói chuyện với anh kêu chị nghe bạn gì đó. Đó là ý là nó phải có cái gì nó để nó review á, nó quay nó review gì nè. Thì ha à, mình quay cái mình gửi clip cho nó tự. Mà chỉ ra chi mà, nó chỉ hay làm được không? Ờ, like. Like là phải có sản phẩm trong giỏ hàng nữa mới được like. Mọi người vừa ngắm kính vừa ngắm sản phẩm nội địa chung với em nha. Đây là cái đèn để trị bệnh liều lười biếng cho những người học tiếng Trung. Em bệnh lười biếng là biến đi tắt đèn. Ê, ví dụ mình im vô này đúng không? Im vô này. Đó, hợp lý. Tôi nói có tiếp. Điều khiển nó đi tiếp. Quan tâm. Đó. Khai tâm. Khai tâm. Pin nhãn sơ. Pin nhãn sơ. Dạ. Đổi rồi đó. Quan tâm. Đó. Ấy là mình gắn ngay cái ổ trên đầu giường mình á. Nói tiếng Việt ra không hiểu hả? Không, thử đi. Chưa cài. Không, cái này anh chị để trên. Ý là anh để trên góc á, xong anh đi ngủ á, cái anh kêu tắt đèn thì nó tắt đèn. Đúng rồi, quan tâm khai tư đúng rồi. Nó điều khiển như giọng nói mình. Quan tâm. Quan tâm. Khai tâm cái đó. Khai tâm. Đó, chị lại con là lúc này nó con. Quan tâm. Quan tâm. Quan tâm. Quan tâm. Đó. Đó. Khai tâm đó. Khai tâm. Đó. Hay thiệt. Mình đã phát âm chữ nên nó mới mở. Ok chưa?
cho mấy em là thích lắm đó. Ơi ngủ sáng ngày ngồi nó ngồi nó làm hết rồi. Mà chị sợ em bé gì? Nó không ngủ luôn á. Một ngày nó cứ hỏi cái này là xài vô biên vô cực luôn. Đó cái lần pin nhảy bao nhiêu? Còn nhiêu chị? 75 à. Chị lâu. Ủa vậy cái tai nghe chị nó vẫn còn pin lắm sao? Được 7-500 luôn. Thì là coi chừng nãy kêu mở lên á, hay là chịu không? Hồi nãy bên quên sạc quá rồi. Quên rồi, anh sạc từ mười mấy lần mà. Quan tâm, quan tâm. Đáng. Ê. Bẻ được. Thấy nó, bẻ đâu được. Chỉnh thôi nó được. Xong rủ mọi người ai yêu thích mà nấu ăn văn phòng về còn gì thịt trâu gác bếp gì nữa kìa. Cái đó lâu ra hồi có cái gì được chở đóng đóng gì. Này giống như trong lúc thư giãn chúng ta sẽ bày hàng ra. Này chơi bán đồ hàng nha mọi người. Đây sờn ship, ship vô cái của mình ship còn nữa chứ không? Tự bán đến anh nha. Đang giới thiệu sản phẩm. Mình cũng giết người ta. Có cái lưỡi, lưỡi đông kia rồi. Còn cái này làm mấy cái này nha. Này là nguyên kiện nha cả nhà. Chưa đập mặt. Nồi hả? Dạ, thấy như em vẫn gì. Ôi, cái nồi dễ thương. Màu hồng siêu xinh luôn. À, đủ quá thì chắc giờ cho cái miếng chui nồi nó nghĩ gì kìa chị. Ủa nó có cho bộ này nè chị. Trời ơi. Đầy đủ hết luôn. Mày đủ ăn đi. Mọi người ở văn phòng đứng. Ê chết rồi. Túi đâu ngồi nữa đi. Ở văn phòng đứng thái nướng gì đó. Mình đặt cái nồi này nè. Rất là tiện luôn á. Nướng dựng một người. Cái lọc đâu kìa. Lớp trắng men nha, nhìn có vẻ chắc chắn mọi người nha. Đây. Đúng là sữa. Nè nha. Có nhiều chức năng luôn mọi người. Nè ok đó, có vẻ ok đó. Mà màu hồng đó. Thôi, rất hợp với tay của mình. Dễ thương. Mai mốt em ngồi em like bán kính đó, xong rồi cái giới thiệu kính đó, sẽ ngồi múc ban buổi trưa với cái nồi này. Mọi người có nhu cầu cần order cái nào giống như em thì nó có nhiều màu nha mọi người, có rất là nhiều màu luôn ạ. Nó màu trắng nè, màu xanh nè, màu đen cũng có, màu hồng nè, màu hồng cũng được tay giúp em. Còn cái màu xanh ngọc giống em nè, giống áo em đang mặc cũng có luôn. Có nhiều màu lắm mọi người. Ngon nhẹ ha. Có tay cầm nữa này rất là tiện luôn. Nên mọi người muốn order về thì cứ inbox cho em nha. Nguyên linh nguyên kiện. Bao lâu tới là 10 ngày à. Tới đây. Rồi bạn em sắp về. Không, tôi chưa có ăn gì hết. Ý là cái nồi này tôi mới vừa order về á, hay người ta giao nên tôi mới inbox nó luôn á. Nhìn nó dễ thương không? Này để mốt tôi mua mì cay bên bà tôi ăn. Ủa mà này nó hay. Bà mẫu. Ba cháu mà phải mua cái không mà phải mua cái gì cái rắc riêng á, cái hình cắm vào đây cho nó có ba cháu bỏ vô. Ba cháu này để chống dịch á. Hấp được kìa. Hấp được. Cái này làm gì cũng được, nó có cái ngăn này, có cái này nè. Ở đây nấu nè, nấu trực tiếp nè. Chán men kìa. Mày tôi thấy chán men nó vậy coi dày dặn á. Mà cái... Thôi cái xịn. Nó có đầy đủ đồ phụ kiện luôn nè. Nó tặng được. Dạ. Nhìn màu hồng đẹp ha. Đẹp cũng chị muốn nợ không chị?
Người chị mình nói là ủa chị sao chị không like để bán đi, bán trên like nhiều lắm. Ừ. Ý là vừa làm vừa gắn máy like vậy thôi, chừng gắn vậy thôi người ta sẽ coi công việc hàng ngày của chị làm xong rồi người ta sẽ vô mua. Gắn cái làm gì đấy dễ lấy cái đề mặt mà thấy rồi, tại thấy nhiều người cũng vậy á, ý là ngồi cho mình để cái ý là tôi cũng muốn là có hàng thật ở đây á để mọi người coi nè, rồi ai muốn mua thì tôi sẽ nhận order đem về, tại là hàng nội địa Trung, ở đây cũng có hàng chất lượng là nội địa nè, hàng này người Trung người ta xài luôn á, nên không phải là hàng mà xuất đi ở đây, mình thấy mấy cái hàng Trung mà xuất đi ở Việt Nam có đâu. Cái này về ở Sài Gòn là giá nó khoảng 600 nha. Nó có đầy đủ phụ kiện luôn nè. Có cái khúc xẻng nè. Ủa này gọi là cái gì ta? Cái gì? Xới cơm đó. Giống như cái đời xới cơm vậy đó. Rồi có cái vá nè, có cái đĩa luôn nè, có cái đôi đũa luôn. Mình lo rồi mình bán cho cái đấy sang quan ta. Cái này. Ừ. Tai nghe luôn, pin luôn. Chứ được rồi. Mình có tai nghe luôn nè, tai nghe Bluetooth nha. Mà này nó là dạng kẹp. Nó không bị là mình đau tai đâu. Cần lo tháo vào tai. Đây nè. Để tháo tai luôn. Nó có tặng cái đồ dừa nào nha chị. Nè, mình chỉ kẹp như vậy nè. Nó không làm mình đau tay mà nó dễ sử dụng nữa. Ai với ai cũng sử dụng được hết luôn á. Người già, trẻ em hay là người mà đang phải lao động mà không tiện cầm điện thoại mà muốn nghe nhạc rồi đi tập thể dục rồi đó. Mình sử dụng cái tai nghe này, cái hộp đẹp. Nè, nó thể hiện được là còn bao nhiêu phần trăm pin ở trên đây luôn. Đây mai mốt mình vừa like để giới thiệu về kính đó. Mình sẽ muốn tự nghe nhạc mình thì mình mở ra trên đây nè, mình nghe cũng được. Đây like mà lúc like buồn quá. Mình có cái chuyện mà không có hoạt động. Trời đất ơi. Ủa tôi hoạt động rất là tích cực luôn, tôi nói muốn gàn tiếng luôn á cha. Bin bán lần thứ hai cục. Bin không có được về, không có bán nhiều lần. Còn đây là cái cục sạc dự phòng nha mọi người. 20W. Nó là 20W là nó. Ủa ý là cô chỉ mộng giới thiệu một cái hàng của tôi không hả? Ủa tôi đâu có đăng ký ấy đâu, chỉ là quảng bá thương, đã là quảng bá thương hiệu mà. À vậy hả? Ủa mình cũng vẫn nói nhé, tự kính không đó. Ý là nói này chị ngồi lại xíu không được luôn hả? Ý là sẵn mình inbox cho mọi người xem luôn. Cái này là mua cho màu hồng đó chị. Không mà chị cũng thích màu hồng. Cái này nghe có màu hồng chắc mua màu hồng đúng không? Mà nó 20 bát nó gọn, từ mấy 20 bát nó đụng. Biết sao không? Tại tôi sẵn là trên live mà có ấy rồi thấy mọi người ít quan tâm quá nên đem mấy này vô cho nó thu hút xíu mà. À tại ghim kính hả? Bây giờ mình lấy kính, mình để kính. Mọi người mua kính, nè kính lên đây làm. Mọi người vô ngắm kính mà mua cần tư vấn về kính á, mà có muốn order mấy cái hàng mà nội địa Trung thì nhắn cho em nha, inbox cho em hoặc là trực tiếp trên like của em thì em sẽ nhận order đó cho mọi người. Thôi giờ em sẽ tập trung về công việc chính đi, hồi nó đánh gậy em nữa. Em chuyển khoản. Cảm giác nó cắt nhiệt với nó cắt điện gì ha. Cái này giống ê, nó sơn hình giống mình như cả. Nó sơn nhám giống như cái xe của chị luôn nè. Để cái màu ở đây, để lại ở đây. Supply kìa.
Giới thiệu được sạch gì vậy? Để giới thiệu, để quay lại giới thiệu kính. Anh sao gửi em số tài khoản nha chị. Anh chuyên tâm ta. Chưa. Ngân hàng gì anh? Ê, dạ. Ngày mai mình sẽ mua đồ ăn lên đây mình nói được quan tiếp. Ê, hai chị em ăn chung nào thì được có tiền. Dư luôn. Đem hai chén thôi. Thầu ăn không? À, mai đi khảo sát. Không, mai đi khảo sát công trình xong rồi. Không, mai thôi ăn được bình thường rồi đúng không? Không, với mấy anh xong. Không, dính 88. Không, 76. 620. Con nói hồi cái việc là ông chuyện nữa nè. Cái việc là ông chuyện nữa nè. Thôi vô, thôi vô. Anh nói tụi mình á, cái biến cái nào là rộn chuyện cái thôi. Đủ rồi chơi. Cái đèn này đem về cho anh bé Nam nè. Con Tân khai Tân. Ờ, nó nói gì, nó nói nhanh lắm, nó dạy nó nói nhanh lắm. Tiếng Việt không phải nói chứ, nói tiếng ngoài là liền lắm. Ba người chạy chờ quá trời đúng không? Mốt là làm một cái kênh khác bán đồ gia dụng. Ờ, nó tính xíu rồi quay lại tính tiếp được hả? À, mọi người ơi, để em tiếp tục nói về kính cho mọi người. Ờ, để dẹp kính đầu từ nào đi. Kính bên em là dòng kính siêu trong nha mọi người. Phôi kính siêu trong đạt 93% hết ạ. Sơn quá, khoe đồ sơn quá. Khoe đồ nó hào hứng hơn. Ủa vậy mở túi chị đó. Ý vậy người ta sao người ta lên like người ta nói tài le được ta. Chắc tại sao không ghim ta bán cái gì á. Ở vậy chắc mình có ghim. À biết sao mà có phần một buổi trưa sao mình like hết được. Hay mình muốn mình like cái của sếp nhẹ hả? À. Nào không có sếp like cái nói sạn kia được, có sếp sợ cái sạn kia. Sạn sếp có nhiều không? Biết chứ, của thấy sếp cũng thấy biết biết mình làm gì chứ cha. Chứ không nghe, không hiểu mình nói gì cụ thể thôi chứ cũng biết mình làm cái gì đó. Cái giả cái đèn vô anh chị. Hay khỏi, giả cái đèn này phải tắt cái đèn chưa? Không khỏi đi. Nói chuyện thôi ha. Ý ý là sao? Mình không có sản phẩm ở đây mình nói về nó mình cũng vi phạm hả? Ủa, mình đang có về nó luôn mà. Cái là hồng kim trên like chị đâu có bán về cái đó đâu, chị đem chị nói chuyện chơi thôi mà. À. Cái tên chị là Lai Kính mà nó phải Lai bán không? Không, nó phải Lai Kim mà. Chị ơi, ký hóa đơn chưa nè, ok ký thì ổ sáng giờ mình kêu nó ký rồi mà ta. Ký giùm chị đi cưng. Ủa sầu, sầu có cây thuốc không sầu? Thuốc bữa có mới có, xếp dọn được, đặt rồi mua dọn, mua xếp bao nhiêu dọn nhiều quá nè. Vậy kêu Phú mang theo, Phú mang theo thuốc cho cưng. Ai cái thuốc đo hả? Ừ. Đo là em biết còn không? Thôi kêu Phú mang cho chắc. Nhớ mang theo kính nha cưng. Quên thuốc. Để mình đo cái khẩu kính nó lên coi nó cái đường chứ mình dán nhắm nhắm đâu biết được đâu, phải có cái thước để đo được coi cái khẩu kính mình nó lên được hay không nữa. Đầu tư cái bàn quay sản phẩm hả? Tôi xếp tôi có cái bàn xịn sò lắm, mặt kính đẹp lắm, đẹp lung linh luôn. Mà kính tôi thấy để lên cái đó nó tại vì nè kính thì thường nó phải để y như nè. Chứ mình sẽ xoay cái nhìn không được. Đây là tranh nha mọi người, tranh kính
in công nghệ 6D, in trực tiếp lên bề mặt kính luôn nè. Này tranh phong cảnh, phía sau nó là tráng gương nha. Cái này mọi người sẽ dùng để ốp tường nè, hay là ốp những cái bức vách để che lại khuyết điểm của cái tường của mình á, che được cái bức vách, khuyết điểm của bức vách đó. Vừa làm vách trang trí được, vừa để che khuyết điểm được của tường được. Họa tiết hay là màu sắc này bên em có làm theo yêu cầu được hết luôn nha mọi người. Ví dụ cả nhà mình không thích cái màu xanh dương này lắm, thích màu xanh ngọc này hơn, hoặc là thích cái vị trí này nhiều hơn, thì bên em vẫn gia công được theo sở thích của mọi người được ạ. Độ dày kính này là 6 ly nha mọi người, vì nó còn cái tiết diện để nó khắc cái khắc hoa văn này lên nè. Với công nghệ 6D này thì cái ưu điểm của nó là màu sắc và họa tiết nó rất là sinh động, và được gia nhiệt với độ nhiệt độ được 600 độ C nên nó sẽ được bền màu hơn, vì cái men lúc đó nó cái mực in chúng ta biến thành men rồi à. Nó giống như men gốm sứ. Nè mọi người thấy được cái độ hùng vĩ của cái ngọn núi mà trong bức tranh nó thể hiện nè. Này thể hiện trên cùng một bề mặt kính luôn nha mọi người. Này kính đơn nè, chỉ có phần tráng gương phía sau thôi. Đặc biệt bên em phần kính tráng gương này bên em có làm kính uốn cong được nha mọi người. Cả nhà mình không thích cái loại mà kính phẳng, một bức tranh kính phẳng bình thường á, mình có thể đặt một bức tranh kính mà nó có độ bo cong như này để ốp những cái vách có cái vị trí bo cong á, bên em vẫn làm được hết rồi. Ở nó tẹp màu cái áo mình ghê ta. Ngay chọn đúng tông. Ê đúng tông nè, cái chữ giới thiệu dự án của mình đúng. Chị cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều nha. Kính bên em làm ở vị trí mình làm quầy bar cũng đẹp nè, làm quầy để tân cũng đẹp, vì đơn giản nó là một cái giống như mọi người nhìn nó như một bức tranh để trang trí vậy, nên để vị trí nào nó cũng có cái dấu ấn riêng của nó, tạo điểm nhấn cho cái không gian của chúng ta mà khi bố trí cái khoảng kính đó. À, hồi kia không nhớ cái mẫu này đưa cho nó coi. Đây là một mẫu tranh cũng in trên kính, có hiệu ứng phun mờ của cái kính này luôn nha mọi người. Này không phải là dán decal đâu nha, mà là in công nghệ 6D bên em mà. Có phủ mờ kính nè, và có họa tiết của hoa văn mà chúng ta cần thể hiện luôn. Này in trực tiếp lên một bề mặt kính luôn ạ. Phơi kính bên em là phơi kính siêu trong đạt 93% nha mọi người, nên cái độ khúc xạ ánh sáng hay là phản quang của nó đạt tối ưu rồi. Này mọi người có thể xem cái con này, hay con này mình nói cho Lai cũng được. Con bớt thì là con bớt. Còn ở đây là nhành hoa lê nè, nhìn nó như một cái bức tranh mà người ta vẽ
bên bên Trung người ta hay vẽ tranh phong cảnh nè, nó được thu nhỏ trên cái bản tính này. Này chúng ta làm vách ngăn nè, vách bình phong nè, hay là cái vị trí tường kính để ngăn cái phòng họp, những cái phòng mà chúng ta tạo cái không gian riêng tư, vách ngăn phòng ngủ cũng được nha. Vì nó ánh sáng thì nó xuyên qua được nha, nhưng mà mọi người sẽ không thấy được rõ cái những cái gì mà phía sau của cái bức vách kính này. Sử dụng những cái mẫu kính này chúng ta vừa được tiết kiệm được cái vách này ha, mà vừa có bức tranh để trang trí đẹp nữa, nên rất là tiện. Tối ưu không gian sống và cả tối ưu về mặt tài chính cho khách hàng khi sử dụng luôn. Đây là một mẫu kính in giả cổ nha mọi người. Còn đây là kính in hoa văn họa tiết theo phong cách cổ điển. Này để làm cái vị trí cửa ra vào này, hay là cửa sổ, những cái vị trí có cái vòm cửa, chúng ta ốp cái tấm kính này vào nó nhìn rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt. Kính này kính đúc nha mọi người, đúc hai mặt luôn, kính đơn nhưng mà đúc hai mặt. Chúng ta không có vũ khí để ăn cái chó mà cạp đi. Không, chị rửa sạch rồi đó. Bây giờ rửa lại đi. Em rửa lại đi, bây giờ để đi. Bút quan tiếp. Bây giờ chị có bút quan. Đang nghèo quá. Mà em có để xin mà không, cái đó nó có tôm không ăn được. À, kính bên em sử dụng cái loại keo chuyên dụng này để dán những bức tranh kính, nó rất là tiện luôn ạ. Chúng ta khỏi cần phải có khung để đóng vào tường hay là gì hết, chúng ta dán trực tiếp cái tranh kính nó lên tường, chúng ta dán trực tiếp lên tường được luôn ạ. Tại vì cái keo siêu trong bên em á là nó sẽ không lộ keo, không thấy màu keo, mà nó vẫn thể hiện rõ được cái những cái tranh ảnh của kính, cái họa tiết của kính. Bên em có bán keo này luôn nha mọi người nha. Keo này sản xuất tại Ba Lan nè, bên em nhập trực tiếp từ nhà máy về. Keo chuyên dụng cho kính và gạch kính. Ngoài ra mọi người cũng có thể dán được trên nè, trên gỗ nè, trên cái vật liệu chống cháy nè, trên kim loại, trên gạch và đá tự nhiên vẫn sử dụng được. Nên anh chị trong ngành xây dựng hay nội thất cần em hỗ trợ mua keo này với giá tốt thì liên hệ em nha, nhắn trực tiếp trên line này hoặc là gửi
nhắn vào cái số mình trên phần bio em có hay cạp 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 chúng ta cạp không có đó là nó sẽ hết được dở luôn mình đã rửa kỹ rồi. Bên em có showroom kính tại 81 Tuyến Thành, mọi người có thời gian thì ghé qua. Anh cứ sạc xong rồi tới giúp em. Nhanh nào. Nhanh thiệt. Nhưng mà em xài em cũng cảm giác là mấy cái cục dự phòng bên đó nó sạc nhanh, chỉ nó sạc ok. Ý là của em cũng mùi mà nó cũng nhanh hơn so với em mua ở đây. Ở đây nó bị rau cái gì đó. Nó mới thì nó được được nha. Ý là lâu lâu nó bị. Chỉ này nó không đủ được tại vì đang cái tuổi thọ pin nó bị tuột, nó không đủ năng lượng của nó. Ủa ví dụ mình không có ghiêng cái chữ kính đi thì sao? Đúng không? Đúng rồi, các bạn hỏi này like cái mình lên mình thấy. Bạn nói với cô đó hả? Thôi đó là bán ẩn không? Tại chị nó đâu làm được. Đúng rồi, cái chuyện ý là chị nhập mấy cái mà đồ dùng để xin chung. Để lắm. Mấy cái đồ dùng mà người ta chị thấy người ta bán rồi đừng xô chén dĩ rồi thì kia xô nhấp ráo nhấp nha. Ý là bạn nó cũng có dốt. Nó giống như em. Cái đó là chỉ là đồ đóng dưới chỗ đó chỉ bán thôi, nó bán đồng giá cũng được. Tại vì nó đồng giá thì cái gửi đồng giá cỡ 4-50 ngàn là có lời gì để thích đâu. Em coi trên mạng cái hàng đang có mắt mẹ đè thì có mấy cửa hàng đồng giá bán dạ 39 ngàn nó không lời nhưng mà nó hàng cái này mà có đâu còn mắt tôi đấy không có nhập qua hết bởi vậy đồng giá 39 gì chứ thằng ra còn thích đâu. Kính bên em được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Trung Quốc và vận chuyển chính ngạch về Việt Nam nên đầy đủ giấy tờ nha mọi người. COCQ, test thì bọc đầy đủ hết. Có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Để anh chị mình sử dụng đưa vào dự án, công trình hoặc là đưa vào các đơn hàng xuất khẩu thì bên em đều đạt tiêu chuẩn đó hết rồi. Đáp ứng được hết nhu cầu của mọi người. Kính ghép bên em rất là nhiều mẫu mã đa dạng về màu sắc nè, về phôi ghép nè, về bề mặt của kính vì nó có kính bề mặt đúc, bề mặt phẳng, rồi lượng sóng khắc laser rất là nhiều mẫu mã luôn. Nên rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người ạ. Nó tóc màu ta nó hàng ngàn tóc rồi. Rồi mấy ngày chắc chị chắc tướng nó cũng ăn màu ý là người ta kêu hạn chế đụng như nước á, người táo có nhiều nước rồi nè hay vậy trời vậy cũng cho anh không là nó cắn được rồi cắn về không có dính nước. Ờ, 180 có ăn thịt lợn. Có tinh chất mà. Thì chất tiêu hóa thì chưa biết kiểu mình có. Ngày kia nó về cạp cạp chạy. Không sao đâu. Thấy được lại không? Không có chú ký rồi, tôi có bất tiện. Mọi người có muốn làm đối tác bên kính xếp gót của bên em không? Nếu có nhu cầu làm đối tác bên em thì liên hệ với em nha. Liên hệ trực tiếp trên line này hoặc là nhắn tin qua số của em có trên bio.
Bên đây là bên nhà máy sản xuất trực tiếp. Để nó khi mình có cần có điểm để đạt 99 điểm. Bảng xếp hạng của tập sự. Hỏi một khi chị là phải đi đóng phí gì ta? Để đóng phí điểm nó đào tạo kiểu trong đây nè. Ngộ vậy. Đóng gì không chị? Chị không biết nữa, chị không biết. Chị thấy phí là gì vậy? Chị án chị tắt qua. Phí thôi. Lướt qua, lướt qua. Đúng giờ. Tại cơ bản là sếp có ấy bên phần marketing kia rồi đúng không? Đúng rồi. Trả phí kia rồi. Mình này là mình hỗ trợ. Ê, ly nước này tính là nó không ngọt kia ta. Nấu tự nhiên đúng không? Không có tự nhiên đâu. Không biết luôn, nhưng mà em thấy nó đỡ gắt cổ nè. Ừ. Thấy đây uống xong thì không thấy gắt chút nữa. Thấy nó ngọt còn kiểu thanh thanh. Cái nguyên như đấu còn dưới lao. Ừ. Rửa hút ba nữa. Ờ, hơn hơn hút ba nữa. Không hút ba nữa. Nhảy uống miếng đi. Kính bên em là sản xuất gia công theo yêu cầu, nên về màu sắc nè, về những cái họa tiết hoặc là những cái bề mặt kính ở đây, phân kính rồi gia công theo từng đơn hàng, từng yêu cầu riêng của đơn hàng hết được nha mọi người. Đây này, sữa chị lấy không nhóc uống chứ sao. Bình sữa của chị là chị hay uống cái sữa tươi mà của Long Thành á, nó một bình to vậy nè, một bình to vậy. Nhưng mà không có đem được. Ừ. Đem nó đi trong tủ lạnh để nó hư. Bữa em cũng đi Long Thành em. Cái này là họa tiết rất là nhỏ luôn nha mọi người, nhưng mà thể hiện được rất là sắc sảo luôn nè. Khẩu kính này bên em có gia công theo yêu cầu, khẩu to và cái kích thước nó, cái kích thước khổ nó đạt tối đa là 2m4 x 3m6, nên nó cạnh tranh được với cái dòng kính hoa đồng trên thị trường vì màu sắc và họa tiết này nè, nó liền lạc trên một bề mặt luôn, nhưng mà mình nhìn về cái hiệu ứng đó, vẫn giống như là những cái mẫu kính nhỏ ghép lại nhau vậy. Cái này mọi người chưa thấy rõ thì về cái họa tiết nó, để em lấy cái mẫu khác nó rõ ràng hơn. Đây. Ví dụ mẫu này nha mọi người. Vì kính hoa đồng á thì người ta sẽ không thể hiện được cái chi tiết nhỏ như bên em được ha. Tại cắt nhỏ thì nó rất là khó. Bên em sẽ thay thế được cái phân khúc và kính hoa đồng ở những cái chi tiết nhỏ như này được rồi. Đường nét nó rất là sắc sảo. Kính bên em là phôi kính siêu trong đạt 93%, nên độ khúc xạ ánh sáng, độ phản quang rất là tốt. Để em che cái hiệu ứng, che cái đèn lại để cho mọi người thấy được cái ánh sáng đi qua. Cái họa tiết, cái họa tiết của kính này là được đúc thẳng trên kính luôn nha mọi người. Chứ này không phải là ghép nhiều cái mẫu kính lại nhau đâu. Chỗ này là kính thẳng ha, này kính có họa tiết nè, là thể hiện cùng trên một bề mặt kính hết. Này là in với công nghệ 6D,
Công nghệ 6D bên em là nó có mực in được gia nhiệt tới 600 độ C nên nó bám trên bề mặt kính rất là tốt. Mọi người có thể thấy là độ đều màu nè. Và màu nó rất là tươi sáng, nó không bị xỉn màu. Với phôi kính đạt 93% về độ trong suốt này thì khi chúng ta sử dụng công nghệ in 6D nữa tạo nên một cái mẫu kính khi mà chúng ta sử dụng ở khu vực ngoài trời hay là khu vực mà có ánh nắng trực tiếp chiếu vào thì cái màu sắc này nó cũng không bị ảnh hưởng. Màu nó vẫn tươi mới nha mọi người. Cái phôi kính của chúng ta nó cũng không bị ố bởi ánh sáng trực tiếp đậu vào luôn. Này dùng làm chữ ký Vinaphone bé có tán em nhắc không. Hỏi tiền bạn biết Vinaphone đưa cái này là gì. Cả nhà mình ơi, có ai quan tâm gì kính không ạ? Có câu hỏi nào đặt với em để em tiếp tục có nội dung để em trao đổi vậy. Em hết năng lượng rồi đó. Em hết đề tài để nói luôn. Mấy ngày rồi. Bên em có nhận thiết kế gia công và thi công luôn nha mọi người. Bên chữ số số gọi Vinaphone có gia hạn trực tiếp không? Tháng 8 hết hạn.
em nói là được 90 phút. Ủa bé Trúc, chị hỏi xíu, cái chữ ký số của Vinaphone á là cái bạn gì, cái bạn gì bên đó mới gọi điện cho chị, và bạn họ nói là tới tháng 8 là hết hạn, hỏi là có gia hạn lại không? Hồi đó mình đóng 2 năm đúng không? À vậy thôi chị hỏi quan tâm ha. Của Vinaphone chứ không phải của Metrum nha. Vinaphone tới 2025 rồi, còn của chị tới 2027. Ừ, cái kia này 2027. Rồi rồi, đợi chị nói nữa. Ấy chị lấy nó lấy hợp đồng đi nha. Ừ, chị đi chị nhắc ổng thôi, hôm nay ổng chưa gửi qua. Ổng gửi qua cái bill kêu cho chị thôi chứ chưa hợp đồng chưa gửi qua nữa. Rồi 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 chị nhắc liền nữa. Kính bên em luôn muốn tìm những đối tác trong ngành nội thất nè, xây dựng nè, hay là các anh chị bên ngành nhôm kính để hợp tác. Thì mọi người nếu có nhu cầu thì hay là quan tâm sản phẩm bên em thì inbox cho em nha. Inbox trên TikTok này hoặc là trên số của cái trên phần bio em có à. Chào mọi người, hôm nay em xuống live đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai nha. Chào tạm biệt.